Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh Giải trí Tổng hợp. Hôm nay sẽ tiếp tục là một video giải đáp. Nếu như bạn nào mà đã đặt câu hỏi ở phần cộng đồng ấy thì các bạn hãy tiếp tục xem video này. Hoặc là những các bạn nào mà cần giải đáp một số vấn đề nào đó thì các bạn hãy xem, còn nếu không thì thôi, các bạn cứ bỏ qua vấn đề này. Vì đây video gọi như là những cái video thủ tục thôi, các bạn không cần theo dõi làm gì nhiều. Trước khi vào vấn đề chính thì mình sẽ nói qua một chút xíu về những cái tự truyện audio mình đang thực hiện ở các kênh khác để cho các bạn nắm rõ vấn đề không hỏi nữa. Thứ nhất, ở bên này mình sẽ không giải đáp và trả lời những cái câu hỏi nó liên quan đến cái bộ truyện Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới, nói chung là phần loại cấp độ hay gì đó thì không, mình không làm bên này, tại vì bên kênh nào làm cái đó. Ở bên đó thì hiện nay mình cũng đã ra được đều một chút xíu rồi. Cái thứ hai nữa là bên đó thì mình đã có ra thêm hai bộ truyện nữa, một cái là Ta Là Võ Giả, một cái là Nhất Đại Ma Thần. Thì bạn nào yêu thích các bạn qua đấy, các bạn coi ủng hộ cho mình. Rồi đây thì mình sẽ đi vào vấn đề chính này, xem các câu hỏi của các bạn để mình trả lời luôn cho nó xong nhanh. Rồi các bạn có thể nhìn trên màn hình đây. À, đây là đang là cái trước khi vào thì mình, nếu mà có một số bạn nào mà thích coi tin tức quân sự ấy, các bạn search trên YouTube có cái chữ tin tức quân sự này đây. Nó ra cái một cái kênh khác. Kênh này kênh tin tức quân sự mà mình cũng làm thêm một cái mảng này nữa. Chắc là cũng nhiều bạn biết rồi nhưng mà cứ mỗi lần phải vào giới thiệu cho bạn, tại vì cũng có nhiều bạn hay hỏi. Đây là một cái kênh khác của mình làm về chủ đề tin tức quân sự. Bạn nào mà thích cập nhật như cuộc chiến giá dầu hay là tình hình này tình hình nọ ấy, thì các bạn hãy vào đây. Đấy, mình cũng có làm thêm cái mảng này. Rồi, không giới thiệu nữa, mình sẽ lại tiếp tục qua cái vấn đề chính. Đây thì mỗi lần mình đều đặt câu hỏi là chuyên mục giải đáp đây. Những bạn nào có gì thắc mắc thì các bạn đặt ở dưới. Rồi mình bắt đầu luôn nhé. Các bạn nhìn đây, bạn đầu tiên này hỏi đi, Phong Sơn Bác Chí Phục này với Phong Thành Xung Quá. À, ý của bạn này, bạn hỏi là mấy người này đánh mấy người kia ai mạnh hơn. Bạn hỏi kiểu này thì mình không trả lời được nhá. Hỏi từng người thôi, cái kiểu này thua. Hùng Tràm, theo nguyên tắc thì Đông Phương Bất Bại là gái hay trai và sống tới già mới chết hay sao vậy? À, theo nguyên tắc chính thì Đông Phương Bất Bại chính là con trai, và sau này bắt đầu kiểu như là phải tự cung ấy, nên bắt đầu lại nó kiểu như là biến đổi khí huyết thì thành gái đó. Là nhân tiện bạn hỏi cái câu này thì mình cũng giải thích thêm một chút. Hiện nay có cái câu hỏi này bởi vì khá nhiều bạn là đã coi cái bộ phim mà Tiếu Ngạo Giang Hồ, cái bộ mới đó là do Trần Kiều Ân đóng, thì đa phần các bạn nhầm như vậy. Còn trong nguyên tác ấy là Đông Phương Bất Bại là nam và sau này tự cung thì mới biến thành nữ. Không phải biến thành nữ mà dạng như thành BD và chuyển đổi gần như là chuyển đổi cái tâm sinh lý. Nó đại loại là như vậy. Và trong nguyên tác thì giữa Phong Thanh Dương và Đông Phương Bất Bại thì chưa hề gặp nhau bao giờ, như trong cái bộ mới thì nó lại gặp nhau đánh nhau khi mà Đông Phương Bất Bại lên đưa ấy cho Lệnh Hồ Sùng ấy. Nói chung là nó làm sai nguyên tác quá, những cái bộ phim mình không thích coi, kiểu như là nó không đúng với nguyên tác là mình coi mình hết ghét. Còn một phần nữa thì là như trong cái chuyện đó thì nó có cái bộ Tịch Tà Kiếm Phổ, nó là có một câu đầu tiên, nó là muốn luyện cái bộ kiếm pháp thì phải đầu tiên phải tự cung. Thì một số bạn cũng hỏi là, có một số thắc mắc thanh niên hỏi rất là hay, nên tại sao phải tự cung. À, thì ở trong chuyện nó đã giải thích rõ. Thì câu hỏi này theo mình thấy là khá nhiều bạn thắc mắc là tại sao luyện Tịch Tà Kiếm Phổ trong cái chuyện mà Tiếu Ngạo Giang Hồ là phải tự cung. Thì trong chuyện tác giả Kim Dung đã viết là Tịch Tà Kiếm Phổ là một bộ kiếm pháp mà nó cần phải luyện cái, nói chung là cái kiếm quyết ấy thì nó cũng không có gì, nhưng mà đặc biệt ở cái phần luyện nội công. Luyện nội công ở trong đó nó ghi là nó rất là đặc thù, kiểu như là khi mà luyện nội công tâm pháp thì nếu mà không tự cung ấy thì sẽ bị dục hỏa công tâm, nên là buộc phải tự cung để cho nó cái lúc mà cái dục hỏa nó không tự công tâm, để gọi là khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như để cho thái giám và người nữ luyện thì sẽ tốt nhất. Đấy. Rồi, có lẽ đã bỏ vào thời gian câu hỏi này quá nhiều, mình sẽ đi tiếp các hỏi tiếp theo. Nói một chút về truyền húc. À, nếu bạn muốn nói một chút thì mình chỉ nói một chút thôi. Truyền húc
trong lịch sử của Trung Hoa thì là thiên đế của phương Bắc và chính là người cháu của hoàng đế. Và hoàng đế ở đây không phải là hoàng hoàng đế là người vua, mà hoàng hoàng đế đây là hoàng hoàng đế mà trong cuộc chiến giữa Sivu và hoàng đế đấy trong mà chắc là chi chiến đấy. Rồi đến Mạnh Mạnh Minh, các bạn nhớ Chuyên Húc là chính là cháu của hoàng đế các bạn nhé. Mạnh Minh ép cho em hỏi ý nghĩa của câu Hồng Quân Nữ Hoa là đệ tử sáng lập Nguyên Linh. Vậy sáng lập Nguyên Linh là gì? À, trong cái đây các bạn phải hiểu là cái cụm từ sáng lập Nguyên Linh nó là cái cụm từ chỉ có xuất hiện trong các tiểu thuyết tiên hiệp do con người tự viết ra, chứ còn trong các điển tịch như là Sơn Hải Kinh, trong các hay là các thư tịch của đạo giáo nó không có cái cụm từ sáng lập Nguyên Linh nha. Nó chỉ có Hồng Quân là sinh ra từ ánh sáng cội đạo thôi, nó là đại loại như thế. Các bạn nên hiểu sáng lập Nguyên Linh nó là một cái gọi là như một cái phạm trù như là gần như là ban ban đầu, và nó chỉ có xuất hiện trong cái bộ truyện tiên hiệp do về sau các tác giả viết ra thôi. Lại ông Mạnh Minh nữa đây. Thái Nhất cầm Đông Hoàng Chuông cũng không ăn được Hồng Quân, vậy Thái Nhất yếu không? Hề yếu đâu. Gọi là Hồng Quân là quá mạnh rồi. Các bạn thông cảm này, nó mình hơi cúm tí. Quang Trần, Kim Dung từng nói trong 15 tác phẩm của mình Trương Tham Phong là mạnh nhất. Vậy ai có thể đánh bại Trương Chân Nhân đâu? Thì đã nói là mạnh nhất thì một đối một không ai đánh lại rồi. Nên chính tác giả đã viết ra, tác giả nói thế thì thôi, chúng ta cãi làm gì nữa. Chu Nhai, S ơi cho em hỏi, nếu so sánh ba loại lực lượng hỗn độn, hủy diệt với sinh mệnh, cái nào mạnh nhất ạ? À? Ôi cái này thì mình cũng chịu, chuyện nó viết thế nào, cái nào mạnh nhất thì cái này bó tay thôi. Đông Hoàng Thái Nhất, Ngũ Thiên Đế với Tam Thanh liên thủ có thắng được Bàn Cổ không? Cái này cũng bó tay. Này mình cũng chịu, tại vì nó không khơn đâu, tại vì nó trong các bộ truyện thiên hiệp hay gì nó chưa có nhắc đến cái vấn đề này, nên cũng không nói bừa được. Mà vấn đề này nó chả có gì đáng để các bạn hỏi cả, nó không có gì gọi là đáng để các bạn hỏi những cái so sánh như vậy, không cần thiết, nó không có gì cả. Anh ơi, nếu Thái Nhất cầm Đông Hoàng Trung thì có phá được Chu Tiên trận do Đông Hoàng, do Thông Thiên bày ra không? Ui giời ơi, phá vuông luôn đấy chứ. Đông Hoàng Trung là mạnh nhất thập đại thần khí mà. Mạnh Minh, Thiên Long Bát Bộ trong Tảng Kinh Các, nếu không có Vô Danh Tăng thì cha con Tiêu Phong có cần được Bác Chí Phục không là sao? À, nếu không có Vô Danh Tăng thì cha con Tiêu Phong chắc chắn không cần được Bác Chí Phục nha. Các bạn phải nhớ đây, hai cha con Tiêu Phong chỉ có hai người, mà Bác Chí Phục kia là Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí và Mộ Dung Phục, ba người chắc chắn là cha con Tiêu Phong đánh không lại. Ở đây chúng ta thấy cái phép so sánh đơn giản thôi, Tiêu Viễn Sơn này thì ngang với Mộ Dung Bác. Tiêu Phong thì trong chuyện nó nói là mạnh hơn Mộ Dung Phục một chút. Đấy, chỉ mạnh, nói chung là một có thể thắng được Mộ Dung Phục, nhưng mà cũng thứ nhất là khó khăn khổ sở, và thứ hai chỉ mạnh hơn một chút thôi, và cũng mạnh hơn, cứ coi như là mạnh hơn Cưu Ma Chí một chút nữa. Nhưng mà cả hai liên thủ chắc chắn Tiêu Phong đánh không lại. Cứ như là cái trận mà Tiêu Phong đánh với ba người Mộ Dung Phục này, Tụ Hiền Trang với lại gì đấy, với lại cái gì ta, cái gì cái gì Đinh Xuân Thu, à đúng rồi Đinh Xuân Thu, thì có nghĩa là chỉ cần lúc đầu thì có nghĩa là Tiêu Phong dựa vào sức lực cương mãnh của Hàng Long Thập Bát Trưởng thì đẩy lui được thôi, nhưng đánh càng đánh về sau thì chắc chắn sẽ thua, chỉ cần đấu với Mộ Dung Phục với lại Tụ Hiền Trang thôi là cũng thua rồi, nếu mà đánh 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 miết rồi cũng thua. Trong chuyện nó viết rõ ràng như thế nha, chứ không phải mình bịa ra, và các bạn nào có đọc nguyên tác thì bạn tự hiểu. Lại ông Mạnh Minh nữa, nếu người huynh đệ của Khổng Tuyên là yêu sư Côn Bằng thế chỗ cho Khổng Tuyên thì Tiếp Dẫn có thu phục được không? Chưa có câu câu chưa có kêu câu chuyện nào nói Khổng Tuyên với yêu sư Côn Bằng là huynh huynh là huynh đệ nha. Khổng Tuyên không có tuổi là huynh đệ với yêu sư Côn Bằng, không có chuyện nào viết như vậy. Nói chung trong các câu chuyện mình biết thì nó chưa có câu chuyện nào viết Khổng Tuyên là anh em với yêu sư, anh em với lại Côn Bằng. Khổng Tuyên là huynh đệ với Đại Bằng thì đúng. Và cứ cho là nếu thế chỗ thì Tiếp Dẫn chắc chắn là không, Tiếp Dẫn không không nổi. Triệu Công Minh cầm Thần Châu thôi, những câu hỏi này không trả lời, những câu hỏi này nó không có mang tính chất gì, chỉ cần hỏi han như thế thì các bạn nên hỏi những cái câu nào mà các bạn cảm thấy thắc mắc nhiều, chứ còn ai mạnh hơn ai thì các bạn tự suy nghĩ được, nó không có gì cả. Dương Tiễn và Kim Thiền Tử giao đấu ai sẽ nhỉnh hơn? Khả năng là Dương Tiễn. Côn Bằng là Vạn Yêu Chi Sư, vậy có phải kẻ mạnh nhất trong yêu tộc không? Không. Côn Bằng thực nhất thực lực có thể là cứ bằng Thái Nhất với Đế Tuấn một tí, nhưng mà do Thái Nhất với Đế Tuấn là có thêm pháp bảo nên có thể là nhìn hơn Côn Bằng một tí, còn nếu mà bỏ ra đấu tay không thì cũng ngang nhau, có thể là Côn Bằng mạnh hơn một tí. Và mạnh nhất trong yêu tộc là Nữ Hoa chứ không phải là Thành Long với Trúc Long thời thượng cổ, còn nào mạnh hơn? Trúc Long nha.
Edrom hỏi thổ Hồng Hoang tam tộc thống trị thì tộc nào mạnh hơn, nếu solo với Hồng Quân thì bên nào thắng, Đế Tuấn Thái Nhất có ăn được Hồng Quân không? Trong các câu hỏi này Đế Tuấn và Thái Nhất thì không ăn được Hồng Quân nhá. Thổ tam tộc thống trị thì tộc nào mạnh hơn thì ba tộc ngang nhau, cũng giống như thời Tam Quốc vậy đó. Hắc Ám Tây Du mấy ngày có một hồi vậy, cũng không biết nữa, cứ khi nào có bản dịch mình cảm thấy ấy thì rảnh rảnh mới đọc lên thôi. Chứ không có như vậy, tại vì bên đó nó nhiều cái, thứ nhất là nó phải cần bản dịch, thứ hai mình phải cân đối về tiền nong bên đó nữa. Tại vì nó cần mua bản dịch, một bản dịch em nó cũng chua lắm bạn ơi. Rồi bỏ qua ông Mạnh Minh đây nha. Vô Tăng vô danh Tăng với Tiêu Giao Tử những câu hỏi này thôi, không trả lời nữa. BB anh ơi, em hỏi là 9 cây cấp cam thương không kỳ là ai tạo ra rồi? Thương không thế giới thì qua bên Lãng Tâm Kiếm Hào hỏi nha. Nguyễn Linh, Đông Hoa, Đông Hoa Đế Quân Đại Đế là thực lực như thế nào so với Tam Thanh? Ui, Đông Hoa Đế Quân trong truyền thuyết của như là Tam Sinh Tam Thế thuộc hàng gọi là cổ đại thần bá đạo nhất, gọi như là gần như đứng đầu thiên đình thời thượng cổ ngày xưa, nên là Tam Thanh không ăn thua. Thì tùy vào trong câu chuyện nó viết thế nào, còn lại nếu mà trong câu chuyện về đạo giáo có Tam Thanh thì Đông Hoa Đế Quân thì không bằng Tam Thanh. Đấy, tùy vào cái câu chuyện nào như Tam Sinh Tam Thế hay thế nào, chắc câu chuyện khác. Còn Đông Hoa Đại Đế mà xét trong các bối cảnh câu chuyện như trong Tây Du Ký hay đồ thì đương nhiên không bằng Tam Thanh. Lại có một số cái nó nói thì Đông Hoa Đế Quân sau này còn hóa thân xuống thành Lữ Động Tân nữa chẳng hạn, như thế thì yếu. Giải đáp thắc mắc tập trung tập trước, S bảo Tam Thanh ngang với Đế Tuấn Thái Nhất, vậy thiên đình yêu tộc thời thượng cổ yếu hả? Cũng không phải yếu đâu, thì tại vì mạnh hơn Đế Tuấn Thanh Nhất lúc đấy thì có Hồng Quân thôi, mà Hồng Quân với Nữ Hoa thì không nhúng tay vào cái cuộc chiến giữa hai bên. Thời đó có nghĩa là các bạn phải hiểu là trong các trò chuyện tiền hiệp viết có nghĩa là do cuộc chiến giữa vu tộc với yêu tộc nên là thiên đình thượng cổ mới lọt vào tay đạo giáo, còn nếu không xảy ra cuộc chiến đó thì cũng không sao cả. Kiếm Hào chết thực sự là qua bên kia nhé. Thiên Lôi với Cự Linh Thần đánh nhau ai thắng à? Mình cũng chịu. Những câu hỏi mà ai thắng thì thua, không trả lời tại vì nó không có mang tính chất gì ạ. Hắc Kỳ Lân của Văn Trọng thôi bỏ qua. Hiền Viên Kiếm sức mạnh vô địch với búa bản cổ Khai Thiên, cái nào lợi hại hơn? Khai Thiên thần phủ mạnh hơn nhiều chứ, Hiền Viên Kiếm tuổi gì? Dược sư Phật trưởng quản Đông Phương chỉ toàn lưu thích trưởng quản Phật trưởng quản Tây Sơn. Ủa, là như thế nào? Lê Gia Huy, dãy núi Thiết Vi nằm quanh núi Bọ Châu phải không S? Thôi cái này mình cũng không biết, mình cũng chịu thôi. Nói chung là kiến thức của mình nó hạn hẹp thôi. Nói chung cái nào mình trả lời được thì trả lời, không thì thôi. S cho em hỏi đoạn nhạc trong Bích Hải Triều Sinh Khúc mà Hoàng Dược Sư làm sao mình biết được, trời hỡi ơi. S có tựa chuyện nào giải thích thắc mắc trong Thiên Long Bát Bộ? Các bạn nào mà thì bạn cứ thắc mắc thì bạn cứ hỏi, nhưng mà đừng có hỏi ai mạnh nhất, ai mạnh hơn hay là ông này so với ông kia như thế nào. Trong chuyện nó có rõ ràng, so sánh nó dễ mà. Phật nào mạnh nhất vậy S? Thì trong các câu chuyện này nói là Phật Như Lai. Tiền hiệp kiếm hiệp đấy, bao giờ có thể ra đều hoặc không bao giờ có thể ra đều. Tại vì cái bản dịch nó chua lắm, rồi còn cần phải tiền thuê nữa, mà muốn ra đều thì tiền đâu mà chịu. Xoài cây, ai là người mạnh nhất trong các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn là có Thập Nhị Kim Tiên, hình như là Xích Tinh Tử hay là gì đấy. Đúng, hình như Xích Tinh Tử. Mà mình cũng không chắc là vài bữa mình làm Thập Nhị Kim Tiên xem thế nào. Tạ Tùng, tôi cũng không có cấp cam. Rồi câu này bỏ qua nhá. Cứ cái nào của liên quan đến Hắc Ám Tây Du là bỏ qua hết. Sao trong Hắc Ám Tây Du phần 2 chứ, sao trong Hắc Ám Tây Du không thấy Côn Bằng sử ra chí bảo? Rồi bỏ qua câu này luôn. Quang Nguyễn Văn cho em hỏi, trong truyền thuyết thì các vị thần như Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Quân Lão Tổ thì họ trưởng khống cả vũ trụ luôn hay chỉ là một cái hành tinh thế lực to lớn Hắc Ám Tây Du? À, trong các truyền thuyết thì thường là chỉ có cái câu chuyện Hắc Ám Tây Du thì nó mới gọi là ra đa vũ trụ thôi, chứ còn lại tất cả câu chuyện khác thì xoay quanh ở trong trái đất thôi. Còn ra nữa là thời không loạn lưu rồi. Thì có nghĩa là câu hỏi này có Đông Hoàng Thái Nhất Hồng Quân Lão Tổ trưởng khống quanh cái hành tinh của bàn cổ Khai Thiên thôi nhá. Nếu tất cả các yêu thần, yêu thánh của yêu tộc hồi sinh có đánh lại được bên đạo gia không? Khả năng là ngang nhau. Mình có câu hỏi hơi dài tí, chỉ xét là về phạm vi chuyện thôi nhé, không liên quan tôn giáo. Tiếp dẫn đạo nhân tức A Di Đà Phật gì, liệu có phải là Phật Như Lai? Phật Như Lai gọi là chủ nhân Tây Phương giáo, chủ nhân Linh Sơn, hơn nữa bảo tọa tông cao nhất trong Đại Hùng Bảo Điện. Cái này mình cũng không biết, bó tay. Tam Thanh hợp lại có cần được yêu sư không hả? À, Tam Thanh ý là các bạn nói so với yêu sư Côn Bằng là chắc một đối một là có thể cân nhau được.
tại vì Tam Thanh như là Thông Thiên Giáo Chủ thì kiểu như là có quá nhiều pháp bảo đi, mà Yêu Sư Côn Bằng thì thực ra cũng không có pháp bảo gì nhiều, dựa vào thực lực tự thân thôi. Gia Bảo Vũ, em đọc về thần thoại Trung Hoa có biết về nhân vật Đế Cốc là một trong những trung tâm của thần, em hỏi đế 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 cốc à? Nhân vật này mình cũng chịu. Đế Cốc mình chưa chưa nghe thiệt đấy. Ad cho em hỏi địa liệt tam tôn gồm những ai ạ? Chỉ biết mỗi Trấn Nguyên Tử, mình cũng bó tay. Trấn Nguyên Tử lại không xuất hiện. À, các bạn phải hiểu này, tại sao Trấn Nguyên Tử không xuất hiện ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa? Đơn giản là Phong Thần Diễn Nghĩa là nó liên quan, nó liên quan đến phong thần ở trên thiên đình, mà kiểu như trong quá trình mà Hạo Thiên Thượng Đế cần một số người để phụ giúp ấy, có nghĩa là ở trên thần tiên thôi, có là còn lại Trấn Nguyên Tử không xuất hiện là bởi vì Trấn Nguyên Tử là địa tiên, nó không liên quan gì đến trên thiên đình cả, nên là không xuất hiện và tranh đoạt là đúng. Ad cho hỏi Thái Ất Chân Nhân với Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có phải là cùng một người không? Chính xác là cùng một người các bạn nhá. À, có ông Đông Hoàng Thái Nhất trả lời rồi này. Ad cho hỏi nhân vật nào có khả năng đánh ngang hoặc hơn bàn cổ và đó là ai? Đánh ngang hơn bàn cổ à? Thì tầm như Hồng Quân Nữ Oa, những người gọi những thánh nhân thì đánh ngang được. Bàn cổ và Tam Thanh trong đạo gia không phải trong mấy chuyện hiệp thì liệu có ngang nhau không ạ? Vì theo đạo gia thì Tam Thanh là cao nhất. Bàn cổ và Tam Thanh trong đạo gia hả? Khả năng là ngang nhau đấy. Đều là thánh nhân hết cả rồi mà. Ôi xem nào, ôi có nhiều ông trả lời đây. Mạnh Minh, lại ông Mạnh Minh nữa. Trong video Yêu Sư Côn Bằng miêu tả nếu không có pháp bảo tự thân, Yêu Sư Côn Bằng cũng mạnh hơn cả Nữ Hoa Hồng Quân. Nhưng bữa thắc mắc mình bảo Côn Bằng thì tùy vào cái chuyện tiểu thuyết nào. Nói chung là tại vì các bạn cứ thắc mắc là tại sao hôm nay nói thế này, tại sao hôm sau nói thế kia. Các bạn biết là mỗi câu chuyện nó viết một khác, mỗi tích nó viết một khác. Đấy, riêng những cái phần văn bản lịch sử thì còn nó lại còn chẳng thống nhất được nữa, là ví dụ như là ngày giải phóng ngày này, quyển sách khác lại viết ngày giải phóng ngày kia. Đó là những câu chuyện thực sự nó còn như vậy, còn lại trong chuyện mà tự bịa ra mà các bạn còn cứ phải yêu cầu nó theo mọi sống logic thì không có đâu. Tam Hoàng Ngũ Đế với ba vị Tam Thanh ai mạnh hơn? Thuật khí và Tam Thanh phép thuật mạnh nhất, Dương Quá Thạch Phá Thiên. Thôi những cái câu hỏi mạnh ai mạnh hơn thế thì thua rồi. Các bạn phải hỏi những câu khác đi, cứ gọi hỏi là ai mạnh hơn thì các bạn tự suy ngẫm, mà kiểu như là mạnh hay yếu nó tùy vào mỗi người nữa, mỗi người thích ai mạnh hơn ai mạnh hơn. Ví dụ mình nói người này mạnh hơn thì các bạn lại vô phản đối. Các bạn hãy hỏi những cái câu nào ấy ấy thôi. Gọi ai mạnh hơn, những câu đó nó kiểu như nó không đáng để mình phải giải thích những câu hỏi đó, các bạn hiểu không? Hoặc là những cái vấn đề gì nó liên quan trừu tượng hay gì đó bạn hàng hỏi, chứ còn cứ ai mạnh hơn ai yếu hơn thì nó phí thời gian của mình và phí thời gian của các bạn nữa. Các bạn đâu cần thiết là đâu đáng lên coi những cái clip mà chỉ hỏi ai mạnh hơn ai yếu hơn như vậy đâu. Ai mạnh hơn ai yếu hơn nó còn phân tích ra tùm lum la nữa, nó mệt lắm. Rồi, có lẽ là hôm nay giải đáp sơ sơ hơn thôi. Cái mục đích chính của những video này để mình xuất hiện nhiều trên kênh của mình thôi, chứ nó không có mang tác dụng gì nhiều. Và thứ hai, kiến thức của mình, thứ nhất này, đây là video thủ tục. Cái thứ hai, đây là kiến thức của mình nó cũng hạn hẹp, chứ không có gọi là nó cao thâm gì lắm. Tại vì mình cũng là người gọi là đam mê, hồi trước đam mê đọc nhiều các tiểu thuyết thì nó mới sinh ra những cái kênh như thế này thôi. Nhưng các bạn phải hiểu như thế. Ok, có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.